Xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với bản tin của bóng đá trẻ VN. Tất tần tật về cầu thủ Việt kiều cao 1m90 đang thử việc ở đội tuyển U19 Việt Nam. Thủ môn Trần Duy Thành, Việt kiều Đức đang được VFF và huấn luyện viên Đinh Thế Nam trao cơ hội thử việc ở đội tuyển U19 Việt Nam, chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022. Trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022 sắp diễn ra, U19 Việt Nam xuất hiện một cái tên rất đáng chú ý. Đó là thủ môn Trần Duy Thành, người mới được Liên đoàn bóng đá Việt Nam và thuyền trưởng Đinh Thế Nam tạo điều kiện tập luyện cùng toàn đội U19 Việt Nam. Duy Thành sinh năm 2002, lớn lên tại Đức, có bố mẹ là người Việt Nam. Anh đang thi đấu cho đội bóng trẻ đứng hạng thứ 5 của bóng đá Đức. Theo cầu thủ này, anh sẽ được đôn lên đội 1 ở mùa giải tới và ước mơ của anh là sau này có thể về Việt Nam thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội. Duy Thành sở hữu chiều cao nổi bật 1m90, rất ấn tượng với một cầu thủ chưa tròn 19 tuổi. Dù vậy, anh chưa bắt nhịp được với cách chơi của đội tuyển U19 Việt Nam. Anh mắc khá nhiều lỗi khiến cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam phải trực tiếp thị phạm. Bên cạnh đó, Duy Thành cũng chưa nói được tiếng Việt lưu loát nên cũng là rào cản rất lớn cho anh hòa nhập. Nhiều khả năng cầu thủ đang sinh sống tại Đức không thể thuyết phục huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho một suất tham dự giải Đông Nam Á sắp tới. Tại giải đấu này, Việt Nam nằm chung bảng với Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Brunei và Philippines. Đây được đánh giá là bảng đấu khó khăn với thầy trò ông Đinh Thế Nam khi có tới 3 đối thủ ngang bằng trình độ. Cuối tháng 6, U19 Việt Nam sẽ di chuyển sang Indonesia để chuẩn bị tham dự giải. Đội bóng áo đỏ đã trận ra quân gặp U19 chủ nhà Indonesia ngày 2 tháng 7. Tiếp đó, U19 Việt Nam lần lượt đối đầu Philippines ngày 4 tháng 7, Brunei ngày 6 tháng 7, Myanmar ngày 8 tháng 7 và Thái Lan ngày 10 tháng 7. Thú vị hơn là U19 Việt Nam được tăng cường 2 cầu thủ ở đội tuyển U23 Việt Nam vừa dự giải châu Á trở về. Đó là Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang. Khi V-League 2022 trở lại vào tháng 7 tới đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang tập trung sự chú ý về đội tuyển U19 Việt Nam trước giải U19 Đông Nam Á 2022. Trong đó, sự góp mặt của 2 nhân tố từ đội tuyển U23 Việt Nam là Văn Trường, Văn Khang được coi là nóng nhất. Như vậy, U19 Việt Nam có được 2 trụ cột xuất sắc ở tuyến giữa, khiến cho Thái Lan phải cảm thấy lo lắng, buộc phải lên dây cót tinh thần sau những lần đối đầu thảm bại trước bóng đá trẻ Việt Nam. Nhiều người từng biết và thực sự bất ngờ về việc ông Gong Oh-kyun gọi và sử dụng tối đa thời gian cũng như hiệu quả trên sân của Văn Trường và Văn Khang ở vòng chung kết U23 châu Á vừa qua. Nói không hoa, đó là một bước đi có tính cách tân vô cùng mới mẻ của bóng đá Việt Nam khi mạnh dạn sử dụng tài năng trẻ thuộc lứa tuổi U19 cho đội tuyển U23, mạnh dạn phá bỏ thành trì cũ kỹ, chậm tiến về cách sử dụng nhân tài, nhất là khi những cầu thủ tài năng này mới chỉ chơi xuất sắc ở giải U19 quốc gia mà chưa từng thi đấu ở giải hạng nhất hay là V-League như truyền thống lâu nay, để rồi trước sân chơi châu lục, cả vòng bảng cũng như ở tứ kết, Văn Trường và Văn Khang liên tục được đá chính, thậm chí từng được AFC bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong trận gặp U23 Hàn Quốc. Văn Trường được chơi hơn 70 phút trong trận quyết đấu với Ả Rập Saudi ở tứ kết. Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt nhưng không hề tỏ ra non nớt hay kém cạnh, dù lần đầu tiên được ra biển lớn với vô vàn sóng gió thử thách. Vấn đề đặt ra là trong bước vươn tầm lâu nay của bóng đá Việt Nam, nhiều nhân tố trẻ tài năng đã được phát hiện và sử dụng ở các giải đấu trong nước là một bước đi có tính đồng bộ, không hề đơn lẻ, số ít. Đó là Xuân Tiến, Văn Cường, Văn Bách từ U19 tiến thẳng lên đội 1 Sông Lam Nghệ An. Đó là Đức Việt sau giải Cúp Hoàng đế Quang Trung đã củng cố vị trí ở đội 1 Hoàng Anh Gia Lai, là Vĩ Hào ở Bình Dương hay trước đó không xa là Hải Long ở Quảng Ninh, nay đã về Hà Nội FC. Những sự thăng tiến của các nhân tố trẻ nói trên đều không thể so sánh được với Văn Trường, Văn Khang khi họ được gọi vượt cấp từ U19 được đá chính ở U23 Việt Nam trong một giải đấu cấp châu lục và ngay lập tức đạt được kết quả trên cả mong đợi của giới chuyên môn và người hâm mộ. Kết quả này cho thấy công tác đào tạo trẻ của Hà Nội FC và Viettel FC đang đạt tới một đẳng cấp mới so với các lò đào tạo trong nước và cả khu vực. Không phải ngẫu nhiên mà nhân sự đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam từ thời ông Park Hang-seo hay bắt đầu từ thời huấn luyện viên Gong Oh-kyun đều có gốc từ 2 lò đào tạo và 2 câu lạc bộ nói trên. Phần lớn các tuyển thủ này đều có thể hình thể lực tốt, kỹ năng hoàn thiện, khả năng thích nghi tốt với mọi sơ đồ chiến thuật, khả năng đối đầu với các đối thủ đẳng cấp trong khu vực và châu lục, Họ là những nhân tố chính, hạt nhân cơ bản trong quá trình vươn tầm của bóng đá Việt Nam, với tấm gương rất sáng. Với những bước đi kế thừa và có chọn lọc từ bóng đá Hàn Quốc, Nhật Bản hay người láng giềng Thái Lan. Nhưng cũng chính từ bước đột phá của ông Gong Oh-kyun và U23 Việt Nam, liệu có gợi mở ý tưởng táo bạo tiếp theo cho các câu lạc bộ Hà Nội, Viettel hay các đội bóng khác về việc sử dụng vượt cấp các tài năng trẻ nói trên hay không, lại là câu chuyện không dễ trả lời. Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam là tinh hoa được đúc kết của bóng đá Việt Nam của V-League 1 và 2, nhưng không ai dám chắc mọi việc, mọi cách làm rất tốt của các ông thầy ngoại có được bê nguyên si vào câu lạc bộ hay không. Đơn giản, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam thường tham gia các giải đấu tập trung ngắn ngày, còn V-League là cuộc đua đường dài. Tới đây còn vắt từ nửa năm này sang nửa năm sau như thế giới bóng đá đang vận hành. Và chính ông Gong Oh-kyun cũng khuyên các học trò về điều khác biệt đó để có cách rèn luyện và thi đấu phù hợp. Rõ ràng không dễ để Văn Trường, Văn Khang được đá chính ở V-League khi đội bóng còn vô số các đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Các ngoại binh đắt tiền mua về không bao giờ có mục đích làm cảnh, nhưng hẳn các huấn luyện viên của các câu lạc bộ cũng không thể làm ngơ với thực tế khi Văn Trường, Văn Khang từng được tin dùng ở đội tuyển U23 Việt Nam và thi đấu tốt ở vòng chung kết U19 khu vực sắp tới, thì sự việc sẽ được soi chiếu kỹ càng, gây áp lực thực sự lên các nhà cầm quân. Trong khi các nhân tố trẻ khác từng không trụ lại được ở danh sách cuối cùng của đội tuyển U23 Việt Nam, hiện đang được các câu lạc bộ tin dùng ở V-League, thì câu hỏi trên càng thôi thúc người trong cuộc. Phải chăng đó cũng là quá trình cạnh tranh sòng phẳng, không ngừng nghỉ, đòi hỏi cách làm mới, sáng tạo như cách ông Gong Oh-kyun từng làm thành công với đội tuyển U23 Việt Nam, và không có lý do gì không được tiếp bước với các nhân tố trẻ khác nhằm phát hiện, sử dụng cho nhiệm vụ mới cao cả hơn. Và điều cốt lõi là châu Á được tăng suất dự Olympic 2024, liệu Việt Nam có cơ hội? Thay vì 3 suất như ở Thế vận hội Tokyo, châu Á được tăng lên 3,5 suất dự Olympic Tokyo Paris 2024. Điều đó có nghĩa tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, Việt Nam sẽ thắp lên hy vọng nếu lọt vào bán kết. Ủy ban Olympic quốc tế vừa đưa ra quyết định về việc phân bổ 16 suất tham dự bóng đá nam tại Olympic Paris 2024. Theo thay đổi mới nhất, các quốc gia hoặc khu vực thành viên của AFC sẽ được 3,5 suất, tức hơn 0,5 suất so với 3 suất ở Tokyo. Tại Olympic 2020, do chỉ có 3 suất dành cho AFC, nên ba đội đứng nhất nhì ba tại giải U23 châu Á 2020 là Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Australia được trao vé. 2 năm nữa cơ hội sẽ nhiều hơn một chút, vì ngoài ba đội nhất nhì ba đi tiếp thì đội xếp thứ tư cũng có cơ hội. Theo đó, đội thứ tư tại giải U23 châu Á sắp tới sẽ đối đầu với đội thứ tư tại vòng chung kết U23 châu Phi để giành suất cuối cùng đến Paris. Bên cạnh Thế vận hội London, bóng đá châu Á có 3,5 suất tham dự bóng đá nam. Cánh cửa sẽ rộng ra đôi chút. Phải chăng đó sẽ là cơ hội cho đội tuyển U23 Việt Nam? Bởi ở một giải trẻ, mọi khả năng đều có thể xảy ra. U23 Việt Nam từng về nhì tại vòng chung kết năm 2018. Năm đó không xét vé đi Olympic nên Việt Nam không được tham dự. Vào tứ kết U23 châu Á 2022, với lối chơi khoáng đạt hiện đại, Việt Nam đã thi đấu tự tin trước mọi đối thủ và không hề ngăn ngại ông lớn nào trong khu vực cũng như châu lục. Vì thế, nếu tiếp đà phát triển, thế hệ của những Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Hải Long, Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Danh Trung, Thanh Bình hoàn toàn có thể gặt hái thành tích tốt hơn tại vòng chung kết sau đây 2 năm, qua đó mở toang cánh cửa đi Paris Olympic 2024. Nên nhớ, nửa đội hình trong tay huấn luyện viên Gong Oh-kyun vẫn có thể tham dự giải U23 châu Á năm 2024. Kể từ nay đến đó, U23 Việt Nam sẽ trải qua nhiều giải đấu để rèn giũa, nâng cao trình độ như vòng chung kết U23 Đông Nam Á hay là Seagame 32. Qua đây có thể khẳng định rằng, cầu thủ trẻ của Việt Nam ngày càng có trình độ rất cao. Bằng chứng là ngay cả cầu thủ Việt kiều Đức cao 1m90 cũng chưa chắc có suất bắt chính ở đội tuyển U19 Việt Nam tới đây. Đó chính là Trần Duy Thành, thủ môn mới trở về từ Đức, đã được thầy Đinh Thế Nam trao cơ hội tập luyện tại đội tuyển U19 Việt Nam. Nhưng có vẻ như anh rất khó khăn trong việc giành một suất bắt chính cho đội tuyển U19 Việt Nam ở giải đấu sắp tới. Thế hệ các đàn anh như là Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Tấn Tài trước khi trở thành những trụ cột ở đội tuyển quốc gia cũng đều đã được tôi luyện và trưởng thành qua rất nhiều giải trẻ cấp khu vực cũng như châu lục. Cũng vì nghĩa này, nên quan điểm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là không tạo ra áp lực về thành tích đối với các cầu thủ trẻ. Trong nhiều năm gần đây, các đội tuyển Việt Nam khi tham dự đấu trường khu vực luôn được đánh giá là ứng cử viên cạnh tranh cho ngôi vô địch. Đây không phải là điều tự nhiên mà có, mà là thành quả từ những nỗ lực rất lớn của các thế hệ cầu thủ đi trước. Bây giờ là đến thế hệ của các bạn. Do vậy, các bạn phải luôn có ý thức rèn luyện, phấn đấu để tiếp nối và nâng cao những giá trị đó. Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 vào ngày 28 tháng 6 tới đây. Tại giải đấu này, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Brunei và Philippines. Có thể nói đây là giải đấu rất bổ ích để cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trước khi tham dự các giải đấu cấp cao hơn của khu vực cũng như châu lục. Và chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.